lộ clip công nhân tè bậy vào kho nguyên liệu nhà máy bia khốn đốn. Gần đây, thương hiệu bia Thanh Đảo có lịch sử trăm năm ở Trung Quốc gặp bê bối cực lớn. Sự việc bắt đầu khi mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một công nhân mặc đồ màu xanh, đội mũ vàng, đi giày trắng, leo vào kho nguyên liệu thô của nhà máy bia Thanh Đảo số 3 và thản nhiên đi tiểu vào đó. Rất nhanh, đoạn video thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người sau khi xem xong đoạn video này đều khẳng định sẽ không bao giờ dám uống bia Thanh Đảo nữa. Lãnh đạo công ty bàng hoàng lo lắng khi có vô số bình luận tiêu cực về bia Thanh Đảo. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên, động tác quá thản nhiên, quá bình tĩnh. Ngay lập tức, công ty bia Thanh Đảo đã đăng một thông báo trên tài khoản mạng. Công ty chúng tôi đã xem xét và xác nhận, báo cáo cho cơ quan công an cùng chính quyền. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra cũng xin thông báo rằng lô nguyên liệu này đã được niêm phong toàn bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quản lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hoan nghênh sự giám sát của người tiêu dùng. Cùng ngày, cơ quan quản lý thị trường của thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông tuyên bố qua tài khoản Weibo chính thức, sau khi phát hiện video trực tuyến liên quan đến nhà máy bia Thanh Đảo số 3, chúng tôi đã lập tức thành lập một nhóm điều tra để điều tra tại hiện trường, đã niêm phong toàn bộ lô nguyên liệu mà video phản ánh. Một khi xác minh chính xác, chúng tôi sẽ xử lý một cách nghiêm túc theo luật.